Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng đón nhận tin buồn khi chồng mất chưa tròn 49 ngày, khiến ai cũng xót xa. Mới gần đây, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng vô cùng thương tiếc báo tin chồng của cô là tiến sĩ toán học Nguyễn Huy Tuệ đã qua đời vì bạo bệnh. Cho đến tối ngày 6 tháng 4, cô tiếp tục phải nhận thêm tin buồn là bố ruột đã qua đời. Được biết, bố của nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng là đại tá bác sĩ Nguyễn Như Ngà, nguyên trưởng phòng quân y quân khu thủ đô. Cô viết, bố ơi, sao bố lại bỏ con đi vào lúc này cơ chứ? Ngay lập tức, rất nhiều người thân và bạn bè đã gửi lời động viên nữ nghệ sĩ, hy vọng cô sớm vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng là một trong những lứa nghệ sĩ đầu tiên góp sức xây dựng nhà hát tuổi trẻ, từng nhiều lần vào vai táo điện lực, táo giáo dục trong chương trình Táo Quân Gặp Nhau Cuối Năm. Chị được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2019 sau 3 năm nghỉ hưu. Từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng mới có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên người chồng là tiến sĩ toán học. Được biết, chồng của nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Để nhận được cái gật đầu của người bạn đời, ông xã Minh Hằng đã phải kiên trì theo đuổi chị gần 10 năm trời. Minh Hằng tâm sự, mình e ngại vì bản thân làm nghệ thuật có thể hòa hợp với một người tiến sĩ toán học hay không. Lúc ấy, tôi cứ băn khoăn mãi, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với một tiến sĩ toán học. Bởi tôi đã vấp ngã một lần rồi, cũng đã sống gần 25 năm một mình. Nếu không suy nghĩ chín chắn, chắc chắn sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa. Chị tâm sự. Đặc biệt, khi nhắc đến người ông xã của mình, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng mãn nguyện tâm sự, chẳng chơi chồng điểm nào. Nhiều sao Việt như nhạc sĩ Quốc Trung, diễn viên Minh Cúc, diễn viên hài Trung Duồi đã để lại bình luận chia buồn và động viên nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng. Trước cú sốc này, nhiều đồng nghiệp lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ nghệ sĩ sau sự ra đi lần lượt của chồng và bố, mong bà sớm vực dậy tinh thần. Nghệ sĩ nhân dân Trí Trung viết, xin chia buồn cùng em và gia quyến về sự mất mát vô cùng lớn lao, nhất là lại nằm trong thời điểm này. Nghệ sĩ Hồng Liên an ủi, ôi, sao lại khổ thế này, mong em vượt qua được nỗi đau mất mát này, xin chia buồn cùng em và gia đình. Nghệ sĩ Minh Vượng nhắn nhủ, chia buồn cùng em và gia đình, mong em cố gắng vượt qua những mất mát quá lớn của đời người. Thời điểm ông xã Huy Tệ qua đời, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng bày tỏ cảm xúc cô đơn, thương nhớ chồng khôn nguôi. Được biết, đây là người chồng thứ hai của bà. Dù là người kín tiếng về cuộc sống riêng, nhưng theo lần tiết lộ hiếm hoi của nữ diễn viên, thì tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ là người có tài, chiều vợ. Bản thân nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng vô cùng tự hào về ông xã của mình, cũng như tôn trọng quý mến các con của chồng. Dù có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, nhưng cả hai không có con chung. Sau hai cuộc hôn nhân, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng vẫn lẻ bóng, không có con cái ở bên, càng khiến nhiều người xót xa hơn. Khi vừa hoàn tất lễ tang cho chồng, nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng từng đau xót viết trên mạng xã hội. 7 ngày rồi em không được nhìn thấy anh, không được gãi lưng cho anh, được chăm sóc anh như bao năm qua nữa. Ngôi nhà hai vợ chồng mình sống 18 năm giờ vắng lặng, chỉ còn mình em thôi. Khi còn sống, anh đã hết mực yêu thương, đùm bọc che chở cho em. Anh dạy dỗ đỡ đần và tha thứ cho em rất nhiều. Khi anh còn sống, đây, lần em mắc lỗi, em sai mà anh vẫn xin lỗi em trước, xin lỗi em và tha thứ cho em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.